Ăn đi, cháu cứ ăn đi, hai cháu cứ ăn nhá. Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em cái với anh Chứ đã ở khu của bố bạn cháu. Trước kia thì anh Chứ cũng đưa em cái cũng vào đây. Thì hôm đấy thì anh Chứ cũng đang lấy một ít gạo của nhà anh Chứ. Thì mình vào đến đây thì chia sẻ được cái hoàn cảnh, tức là được cái thức phí đấy ấy, cũng được cái nhóm Hoa Sen cho Như ạ, để tiếp tục hỗ trợ cho bốn bà cháu, đấy là hai suất quà. Tổng hỗ trợ là 3 suất, nhưng mà cho bốn bà cháu đây là 2 suất ạ. 4 suất trị giá là 500.000 đồng, 2 suất là 1 triệu, hỗ trợ cho em cái với em Caramel là 1 suất là 500.000 đồng. Thì hôm nay cái phần quà đấy thì em cái với em Caramel cũng nhận được rồi, thì em cái cũng rất là cảm ơn nhóm Hoa Sen cho Như ạ, đã trích ra một suất quà để cho em cái có tiền san xe, hoặc là em Caramel anh em mình có cái tiền đổ san xe để đi làm cái thử nghiệm, kiểu như chia sẻ những hoàn cảnh để cho cô bác biết ạ. Còn hai phần quà đấy nhá, tức là em cái hôm nay vào thì cũng đã gọi cho anh Chứ, vì em cái với em Caramel mình đi đường thì đường lên trên này cũng rất là khó ấy, thì cũng gọi anh Chứ là vào đây cũng cùng em cái chở thêm một bao gạo, 2 thùng mì, mua cả trứng gà với cá đấy ạ, mua 3 cân cá khô này, 1 khay trứng nhu, tức là phần má muối mì chính đấy nhé, dầu ăn, dầu rửa bát ở bên trong này, nước mắm này, thì lắc nữa mình sẽ đi lên trên nhà của bốn bà cháu. Cái hôm đấy thì em cái cùng anh Chứ vào ấy thì có một đứa con trai Úc nhỉ, hôm đấy cũng kể ra là bảo là bà cũng được một anh ở xóm bên kia cũng đưa bà đấy đi khám kiểu như đi chứa mát rồi, nhưng mà không biết là mấy hôm nay thì mình vào xem nào bà nó về chưa nhỉ. Anh em mình cứ đi lên trên đấy thôi, anh Chứ anh tháo ra đi. Hôm nay đây em phải mua đấy nhá, mua hết là 2 suất nhá, 2 suất của nhóm Hoa Sen cho Như ạ. Mua gà, cá tức là mình mua cá nụn nhá, 2 cân cá nụn này, thịt hộp đây này, mua chỉ cá hộp đây. Em cái cũng gọi anh Chứ vào ấy, đôi lúc mình đi vào vắt đồ thế này thì đúng là nhờ anh Chứ ông giúp cùng em cái để mình vắt lên. Mình đi vào đâu ấy thì ít nhất phải có một dừa ở gần đây, xung quanh này vào thì mình sẽ tiện hơn nhiều ạ, cô bác ạ. Thực sự là những hoàn cảnh nào ấy thì mình đi nhiều rồi thì có thể em cái hoặc em quay phim ấy mình tự vào được, nhưng mà những cái hoàn cảnh lâu lâu mình mới vào một lần ấy thì cũng sẽ có người gần giống như anh Chứ này, hoặc là một chú nào hàng xóm hay cùng mình đi thì nó sẽ tiện hơn nhiều ấy. Biết là mở cửa chắc ở nhà nhỉ? Ôi, chào cháu. À, đứa con gái đây phải không? Hả? À, tụi mày mày ai niềm ai? Ở nhà có ai không nhỉ? À, đi, chào cháu Nhi à. Đi, lâu rồi ấy, lâu à. Em để đi. Em cái chưa vào đây thì à. Đây, mình cứ đặt cái cạnh tạm đây trước nhỉ. Đấy, cháu vào đây, cháu. Đây, mày lớn đi mày. Nhi à, có biết chú không? Hả? Đứng đây nào? Ủa dồi ôi, nhìn hiền thế, hiền thế nhở? Đây này. Đây, lâu quá rồi chú cũng chưa vào đây. Cái hôm trước chú cùng với anh Chứ cũng lấy một cái mít gạo vào nhà. Thì hôm đấy thì em lại đi Trân Châu phải không? Hôm đấy chỉ có thấy em trai ở nhà thôi. Tức là em trai của cháu ấy. Đây hôm nay chú anh Chứ hết đấy vào đây thì lấy cái phần quà của nhóm Hoa Sen cho Như nhá. Cô bác cũng đã gửi cái khoản tiền đấy là 1 triệu để mua nhu yếu phẩm về cho gia đình nhà mình. Thì hôm nay chú này cùng anh Chứ mua vào chế cho bốn bà cháu để có cái lương thực để ăn nhá. Cháu có cái dollar gì cảm ơn các cô bác của nhóm Hoa Sen cho Như không? Cháu cứ nó dollar cảm ơn đi. Sa sinh tục cho phong nha thì u mình giờ cho mình à. Không ngại, cháu không phải ngại. Cháu cứ bảo là cháu rất là cảm ơn các cô bác đã gửi cái phần quà đến cho bố bà cháu. Mình cứ nói thế thôi. Nói đi, ngại à? Để, thực sự là cô bác nhá, những gia đình ấy thì hoàn cảnh mình lâu mới vào một lần thì các em, các cháu cũng rất là ngại. Thế, đây tức là cháu con gái này, vẫn cháu học lớp mấy? Cháu lớp 8 à? Cháu tên làm gì? Duy à? Thế cháu có đâu lời gì cảm ơn cô bác không? Không biết cảm ơn à? Ngại à?
Thôi thế chắc em cái cũng thay mặt gia đình của bố bà cháu cũng rất là cảm ơn có nhóm Hoa Sen Trung Như ạ, đã gửi cái phần quà đối với gia đình, tức là kiếu đói cái mùa giá hạt này để cho bố bà cháu để có cái lương thực để ăn thôi nhé. Bây giờ thì mình lấy cái phần quà này để đâu, cái tức là gạo này mà muốn mình chín đấy để đâu, ở đây nhá chú mua vào đây chú dạ cháu này, đây nhá, một khay trứng này, 2 cân cá nộm đây, cá hộp đây, bóc ra thì đây, phần bên này thì là mắm muối mì chín với dầu ăn, dầu rửa bát. Để chú dặn cho cháu cái phần đấy là phần một gói xà phòng đấy đấy nhá. Em cái sẽ bóc ra, đây là 2 thùng mì với 3 gạo đấy thì cũng để riêng ra rồi. Phần bên này đây, đây mua đây thịt hột đấy ạ, cô bác nhá. Đây mua cái loại thịt hột này là thực sự là cũng rất là đắt tiền, nhưng mà thôi không biết là các con các cháu có được ăn không ạ. Thì cô bác cũng đã gửi tiền về đến thì muốn mua cho các cháu được ăn một lần. Nói chung là cả đời mình cũng chưa đã ăn những cái thịt hột này. Không biết là đây cháu đây có được ăn cái loại cá hộp thịt hộp này không? Chưa. Chưa được ăn phải không? Thì đây cá sốt cà. Thì chú bảo với cháu này, cái phần này thì mình có thể hớt lên hoặc là mình cho ít nước để luộc qua cho nó kiểu như làm cho nó xô thôi. Bây giờ bên trong này nó chín rồi. Rồi chín hẳn rồi mình làm xô lại xong thì bóc ra ăn bình thường thôi nhá. Để chú dạy cho cháu thế đây này. Còn cái cá này, cá nụ này thì mình có thể rán lúc nào nấu cơm xong rồi rán ít đủ ăn thôi nhá. Đây chú mua thêm khay trứng đây này. Trứng ở đây ạ. Thôi bây giờ còn phần bên này thì là mì chín này, mắm muối, dầu ăn, dầu rửa bát nhá. Xà phòng bên này ạ. Thôi bây giờ lấy cái phần quà này để đâu? Đây, để cháu giúp chú cần đây này. Xong là cháu giúp cần thì giúp chú cái nhỉ. Cháu giúp chú cần đây này, giúp chú lấy đi cung cấp đây. Bây giờ sẽ lấy phần quà đi, đi vào cấp trước đi. Để tạm đi hả? Bật điện được chưa? Bật bóng điện ra này, cháu bật ra. Đây, đây có điện mà. Đây này, đấy, nhà này rất là to nhưng mà lúc mình vừa bước chân từ bên ngoài vào nhìn tức là nó bên trong rất là tối, trong nhà rất là tối, cái này phải có bóng điện nhỉ, như mình bật ban ngày cũng phải bật ra. Ôi, cháu mình ra ngoài đi nhỉ. Đây, nhìn thấy cháu cứ buồn buồn thế nhỉ. Bật ra thế rồi nhỉ. Thế hai chị em ăn cơm chưa? Chưa ăn à? Bây giờ cũng muộn rồi mà anh chứ nhỉ, giờ này cũng muộn rồi vẫn như thế. Chú hỏi cháu thế nào, hôm trước ấy, chú với cùng anh chứa vào đây thì thấy bà nghe bảo là bà của cháu đi chứa mát phải không? Thế có biết tin bà có gọi điện về bảo là xuống bên đấy chứa mát, cái đôi mắt của bà nó có đỡ một tí chưa? Biết à? Thế chắc là không ai gọi điện về à? Có à, vẫn có một chú đấy gọi điện về không? Thế có biết bà lúc nào bà được ra viện? Cái này cũng không biết à. Đây này, hai chị em đang ở. Có một em trai đi đâu rồi? Tức là em trai của cháu ấy. Đi chăm cháu rồi á? Hôm trước chú vào ấy, cùng anh chú vào thì cũng bảo là cháu đi chăm cháu. Thế chắc là đang đi chăm cháu hộ nhà chú và nhà bác à? Đi chăm cháu hộ nhà bác thôi á. Đây này. Bây giờ này cũng chiều rồi, cũng rất là muộn rồi và nó chưa ăn cơm. Thế lát nữa chắc là tí nữa anh chứ mình sẽ dùng lấy cái mì tôm hoặc cái kia để nấu lại cho các cháu ăn bữa nhỉ. Anh chứ thế này, cháu Duy nhỉ? Cháu Duy hả? Thế bây giờ chú hỏi cháu nhá, ví dụ xung quanh cái chú này tí lát nữa mình sẽ dọn đi. Ở bên này thì chú thấy là có một cái buồn kiểu như là đấy là giường ngủ không? Có thể cho chú đi vào đấy xem cái buồn ngủ đấy được không? Rồi thế mở ra cho chú xem nào như nào. Đây nhá, hôm trước thì em cái cùng với anh chứng vào đây nhìn cái chỗ này chất đóng rồi kìa, đầy cái cỏ vọ ủ. Đây. Nhìn cái chỗ này thì đây một cái dừa ngủ nhá. Bây giờ cái chú dừa ngủ này thì lâu lắm rồi, chắc là từ lúc bố của các cháu kìa. Từ lúc bố của cháu mất thì chắc không vào ngủ nữa à. Đây này, bây giờ thì mình sẽ ngủ sang cái buồn bên kia phải không? Đấy, cái chỗ này cái buồn ngủ nhá, nhìn cái chú giường ngủ này rất là cái em mới nó thực sự là nhìn chỉnh tường đất đây rất là tối u luôn. Đây là hai
bốn bà cháu, thứ bà cũng đã đi chữa mát rồi, hiện tại còn với các cháu còn nhỏ ấy, đang ở trong nhà thì ban ngày hôm sau lúc ban đêm anh chữa trong nhà nó trông chỉ tường đất như thế này ấy. Thì lúc tối thì rất là sợ thật nhỉ. Nghĩ là chúng tôi chỉ chẳng muốn tu thôi mà thầu nơi chạy cháu cháu tu thôi chỉ cao rồi. May lâu đi may, cháu vào đây, cháu Duy vào đây. Thì đấy là chú thấy ở đây cái cây ngô ấy, mình sau mình cứ lấy chất ở đây đầy thế xong mình không dọn ra bên ngoài, lấy dọn ra bên ngoài nhá, đúng không? Lắc đấy thế anh chứ mình giúp dọn cái đồ này ra bên ngoài ấy. Cháu vào đây để chú bảo này, mình để đây như thế này không mai mình nhó bếp lửa ấy, lấy lửa vào thì không mai thôi, ví dụ ấy gió này hoặc là trẻ con nó cần lửa một phát xong thì sợ nhất là xảy ra hỏa nó cháy nhà ấy. Dạ, mất thêm một chỗ sẵn rồi. Anh chú thế giúp à. Thế bây giờ anh chú vào đây nhá, chú cháu tức là chú với anh chú giúp hai cháu để dọn cái ngô này ra ngoài nhá. Ông phát như thế mất thêm một chỗ sẵn rồi. Anh chú mình dọn đi ra đi sang sang rồi. Được không? Nhá. Tự nhiên này cu che chú này. Thế này mùa này rất là nắng nóng thế này thì mình cũng nên dọn ra sau cái chỗ. Để ra, đúng để bên ngoài này. Thật mà bây giờ không mưa mình có thể để bên ngoài này. Để nhà sang bên ngoài thì như thế này nó sẽ an toàn hơn nhiều ấy. Thì, lấy cái có cái trộn nào không? Cháu Duy ấy, lấy cái trộn nào xong là mình có thể viết cái này này gom vào bên nhà ấy. Đốt. Đây này. Xong là cháu cứ buồn thế nhỉ? Đó à? Hả? Đang đói bỏng không? Thế lúc nãy vừa đi đâu về? Đi chăn trâu về á? Ôi dồi ôi. Thế em trai vẫn đang chăn trâu bên dưới đấy à? Thế hóa ra là cháu về ăn cơm xong rồi chắc lấy một ít cơm đi cho em lấy à? Ôi, đang đói cơ thật nhỏ giờ này. Phải đi chăn trâu cả ngày hả cháu? Đi chăn trâu hộ bát cho cả ngày luôn. Ôi dồi. Thôi bây giờ anh chứ cũng quét dọn xong thì lắc nữa mình hai cháu chưa ăn cơm ấy thì có thể nấu cơm hay là đó quá thì mình phải úp mì cho ăn trước. Thì bây giờ này mà nấu cơm thì cũng đợi lâu quá sao ấy nhỉ. Thế tiện nếm mà anh chứ cũng quét dọn xong thì bây giờ mình đun nước này nấu cho các cháu mì thôi nhỉ, nếu là hai cháu mì ăn trước. Mấy hôm nay bà đi cháu có nhớ bà không? Nhớ. Nhớ à? Thỉnh thoảng mình vẫn gọi điện đi hỏi bà không? Cháu vẫn nhờ chú bác gọi điện đi vào mình hỏi về mát của bà phải không? Chắc là cháu nhìa cũng rất là mong cái đô mát của bà này đi vào bác sĩ người ta chữa khỏi. Vì trước kia em cái cũng có vào đây 2 lần để hỏi qua bà đấy bảo là hai cái mắt của bà tự dưng là nó cũng mờ mờ thôi. Mặt trời nó nắng nóng thế này bà nó không nhìn được, trừ khi là thời tiết trời nó dần dần một tí thì bà nó đi được đấy. Bây giờ chú bảo với cháu nhá, nếu mà đó quá bây giờ nấu cơm không kịp thì lắc úp mì ăn trước nhá. Ăn mì trước này, trong trứng hoặc là có thể lấy cá hộp ăn trước. Còn cái phần trứng ấy thì xuống xong thì bảo chị Duy này hoặc là em trai về thì mình có thể nấu ăn sao. Thế cũng lâu lâu chú không vào đây thì chú thấy trên gác không có ngô ấy thì các cháu bố bà cháu ăn cái gì? Hả? Ăn mì mén thôi á? À? Thế mì mén chắc mình cũng phải đi xin nhà chú và nhà bác về ăn thôi à? Ôi giời. Thực sự là anh chú lúc nào thế nào có bảo cháu đi lấy nước để xong. Nhó bếp mình xin úp mì. Giờ này cũng muộn đấy, xem nào em cái xem trong gần 2 giờ kém sao nhỉ anh chứ nhỉ. Bây giờ muộn ra sao. Ồ, 2 giờ 15 phút rồi. Ê, muộn rồi nhá. Mà giờ này vẫn chưa ăn cơm trưa. Lấy nhó bếp vào đây này. Ví dụ cái bếp mình đang nhó gần đây mà thân ngô ấy, cái cỏ khô các kiểu mình để gần đây thì rất là bén lửa. Mua cho tờ đi. Mấy đứa có tờ rồi thì chết thấu rồi. Nhìn ơi, vào đây mình cứ đó thì cứ ngồi lúc ấy để anh chữ vào xem úp mì này ăn. Xong thì chú sẽ cùng cháu đi xuống thăm em trai đang chăn trâu bên dưới nhá. Thế đi chăn trâu có xa không? Xa lắm à? Thế phải phải đi ngày nào vẫn phải đi chăm cả ngày luôn? Ừ.
Thế mình trang trao cho bác thì bác có mua quần áo hay là cho tiền cho mình? Mua quần áo. Bác chỉ mua quần áo cho các cháu mà thôi à? Phải. Thế có thì em cái nó hỏi nhiều thì cháu nhiều cũng cảm động quá thì thôi. Thế bây giờ cháu có nhớ mẹ được không? Hả? Cháu không nhớ mẹ lắm phải không nhỉ? Rồi. Đây ạ. Cô bác nhé, thực sự là tuy bây giờ nhà cửa của các cháu em cái nhìn thấy xung quanh ấy, thì nhà cũng đã trên nắng trên mưa tạm ổn rồi. Thực sự là một cái cảnh các cháu đang tuổi ăn tuổi học rất là nhớ thương với cái cha mẹ. Bố thì mất, mẹ thì cũng rất là nhân tâm để bỏ bê mình ở với bà ấy. Em cái hỏi nhiều thì bây giờ làm cho cháu nhìn nó cảm động quá, không nói lên lời còn khóc này. Thôi nhá, đừng có buồn nhá. Ôi dồi, để giờ cả nước mắt rồi này. Bây giờ đi ra ngoài đi nhỉ, đi nhá, cháu ra ngoài đi. Rất là nóng luôn cô bác nhá. Bây giờ thì đầu giờ chiều ở đây mức độ nắng nóng thì nó có thể lên 40 độ. Đây này, mà hai anh em mùa cô ấy, tức là đi chan cháu cho nhà bác và nhà chú để kiếm thêm miếng cơm. Bây giờ thì hai anh em đang thay nhau kiểu như chăn trâu ấy. Ví dụ mà em về lấy cơm thì anh có thể trông con trâu đấy. Còn em trông thì anh trai có thể chạy về lấy cơm. Thế bây giờ thì lúc cháu về thì cháu cũng có dạ là em vẫn phải để ở đây trông con trâu à? Thế nhà thế hai anh em đi chăn trâu cho nhà bác thì tổng là mấy con trâu? Ba. Ba con trâu à? Có con bò nào nữa không? Có ba thôi. À, bò vẫn của bác. Thế rất là khổ thế này. Thế lát nữa cháu định về lấy cái gì đi cho em trai ăn ở đây? Lấy ngô, lấy mì mén hả? Ôi dồi. Đây nhá, những cạnh một cô mà mình đi làm việc cho nhà bác hoặc nhà chú ấy, kiểu dạng như là làm thuê ấy, để kiếm miếng cơm ấy, rất là khổ. Đây này, em cái thấy cái áo này cũng rách hết rồi. Đây ạ, cho từ lúc mà mẹ bỏ đi đến giờ cái bây giờ cháu không có cái áo nào, cái quần nào mới để mặc à? Không có luôn. Không có cái quần nào mà chỉ có mặt đi chăn trâu mà nắng nóng thế này, mặc cái áo cọc tay thế này cháy hết cả phần da thế này. Ôi dồi. Nhớ mẹ hay là nhớ bà hả? Cháu nhớ bà. Thôi đừng khóc nhá. Thôi cháu ạ, bây giờ kiểu thì bà cũng đi vào đấy chứa mát thì chắc mắt của bà sẽ khỏi thôi nhá. Đừng có mà buồn à. Cháu nhớ bà hay là nhớ mẹ? Nhớ bà thôi phải không? Đây nhá, rất là đáng thương cô bác ạ. Vì chắc là cháu cũng nghĩ là mẹ thì cũng đã bỏ đi rồi, không thương các cháu nữa thì cháu chỉ có cái hy vọng mà bà đi lần này đi xuống dưới thành phố để đi chứa đô mát thì đô mát của bà nó sẽ khỏ. Để về sau này thì các cháu còn bà còn nhìn thấy các con này, các con đi chăn trâu đi về thì bà ở nhà có thể nấu nướng chờ đợi được các con, các cháu thôi, chắc các cháu như thế thôi. Thì em cái họ về với bà ấy đi khám mát, đi chứa mát ở bên dưới này như thế nào thì lúc đó thì làm cho cháu nhìn cảm động quá thì không nói nên lời lại giờ nước mắt thôi. Thôi bây giờ đừng có buồn, bây giờ anh chứ này, tức là chú chứ đang đun nước thì nữa úp mì cho hai chị em ăn, hai chị em ấy ăn nhá. Anh chứ đang lấy bát hai bát tô này mà úp mì thôi nhỉ anh chứ nhỉ? Thế bóc ra. Đây là lúc nãy hỏi cháu Nhi ấy với cháu Duy thì bảo là muộn rồi, giờ này chắc cũng không có gì ăn xong ấy, thì thôi mình cũng bóc mì kiểu như úp mì ấy để cho hai cháu ăn. Nếu mà nấu cơm ấy thì mất lâu quá, phải mất tầm tiếng thì mới cơm chín, thì đó thì mình ăn tạm mì trước. Lo đi nhiều vào đây xem nào, úp là cháu anh Duy vào đây, hai cháu mình muốn là úp ăn bằng đó, ăn một gói hả? Thì ăn một gói hay là hai gói? Một gói thôi. Ôi dồi,
chắc là cháu sợ mình phải tiết kiệm cơ hả? Thế thì anh chứ cái hỏi thế nào à? Mấy à? Cháu ăn một gói thì mình úp một gói thôi. Mấy bỏ là mơ bỏ. Hả? Nó mấy thì sắp tắt rồi. Thế út một bát một gói anh chứ ạ. Nếu mà hai cháu hỏi là đã muốn một bát một gói thì út ăn uống. À, đây lát nữa úp xong thì mình sẽ bật cái nắp thì hột vào đây không? Để xong để rạch ra thành miếng bé không cho đấy. Bóc ra để làm một úp một gói để cho ấy. Mỗi lý lúc cháy khỏi chìm chỉ mà mốt đi à, ua đi lại cho hông đi nữa cho nhé. À cháu ở đây nhá, chú hướng dẫn cho cháu nhá. Lúc mình cái này mình có thể thích ăn mì phải không? Mình bóc ra như thế này xong thì mình đây. Bóc nhé, bóc như thế này phải không? Cá, đây là cá với cà chua ấy. Xong rồi mình chia ra, kiểu như là mình cháu một mình ăn hết một hột thì cháu có thể đổ vào một bát. Nếu mà hai người mình muốn chia ra, hai người muốn ngừa và một nửa ấy thì vào nhá, như thế này nhá. Ừ, xong đổ nước sôi vào đấy ăn được. Cái này là cá sóc với cà chua ấy. Cái này chín rồi, chẳng qua là mình cho nước sôi làm một lượt đấy cho nó mình ăn ngon hơn phải không? Ăn sau đó. Được chưa? Được, anh chứ đổ đi, đổ xong. Xong rồi có cái bát tô này cái gì mình cái đĩa nào đấy mình đẩy. Thế là anh chứ, xong rồi kia này. Được chưa? Được thiếu. Có cái đĩa nào úp xuống, có cái bát nào thì úp xuống không? Mình úp một lúc tầm 2 phút thì mình ăn được. Em rồi nhé. Đó thì cứ ăn tạm chưa nhá. Các cháu cứ ăn tạm mì trước nhá. Cơm thì bây giờ hai chú ơi cũng vào đây lấy mì rồi. Bảo giờ này nấu cơm thì không đợi được ấy. Đó thì cứ ăn thôi. Ăn đi. Cháu gì? Hả? À, thế cháu nhìa cứ ăn đi. Đó thì ăn nhá. Không phải ngại, mình cứ ăn đi. Các cháu thì thực sự chắc cũng ngại. Cháu Duy hoặc là vì em cái cũng vào đây 2-3 lần thật, nhưng mà lâu lâu mình mới vào một lần ấy, thì cũng rất là may có anh Chứ. Anh Chứ là người ở trong thôn bản này ấy, thì anh Chứ cũng ở khu bên kia thì cùng vào nó sẽ tiện hơn. Ăn đi, cháu nhìn cái ăn đi. Ông ơi, cho xuống này, cho chú xuống lên tầng. Cháu mà cắt chú cùng cháu ăn đi. Ăn đi, cháu cứ ăn đi, hai cháu cứ ăn nhá. Không phải ngại đâu. Bọn cháu cũng lấy quà của cô bác để lấy thì đó thì mình cứ ăn thôi nhá. Mình lấy ra ăn không phải ngại đâu. Thực sự là em cai với anh Chứ ấy, cứ ngồi đây thì làm cho cháu nhiều và cháu Duy ấy, nó ngại không dám ăn thôi. Thì chắc là anh em mình sẽ tránh đi sang bên ra bên ngoài ấy, để cho hai cháu còn ăn tự nhiên hơn. Vì mình ngồi đây thì các cháu cứ ngại không dám ăn. Ăn tự nhiên nhá. Bây giờ chú không ở đây, chú ra ngoài. Cháu Duy cứ ăn đi. Cháu ăn luôn rồi à? Ăn xong rồi. Thế chú thấy ở củ xung quanh này, cái này thì ba chị em tự đi lấy hay là lúc bà ở nhà bà đi lấy? Ba chị em mình tự đi lấy thôi á. Đây những cái cây cỏ vo này chắc là mình cũng đi lấy vào cái chỗ nương mình nhỉ. Những cái cây thế này thì bị chặt ở trên đồ hay sao ấy. Cây này kiểu dạng giống như cây cỏ vo nhưng mà cũng phải. Đây, cái ngôi nhà của các cháu. Bây giờ những cái đống củ mình lấy về để tự nấu nương tượng với nhau với bà thôi. Thế bây giờ lúc nãy nghe cháu bảo là cháu về lấy cơm ấy, để lấy mì mén để cho em trai đang chăn trâu đấy, thì cháu đi chưa? Cháu đang chuẩn bị. Cháu bác lấy cho đang chuẩn bị đi à? Thế bây giờ có lấy thêm cái gì đi cho em trai ăn không? Mình lấy á. Thế đưa chú vào bên trong này. Nếu mà sợ em đó thì không cần phải đi, mình đi vào sao đấy. Không phải lấy mì mén, lấy gạo, lấy cơm gì hết, mà lấy hai gói mì tôm ấy. Chú, cháu cứ lấy mì tôm đi này. Đây. Lấy thêm mì tôm ấy. Kể như mình lấy mì tôm đi cho em trai, hai anh em đang chăn trâu đấy, xong thì có thêm mì tôm để ăn tạm trước được nhá. Đây mì tôm đây này nhá. Cháu vào đây. Đây này, mì tôm này, gạo đây này, trứng này. Những cái đồ đấy thì Duy vào đây để chú bảo này. Lắc nữa thì em trai tức là nhìa cháu nhìa đi chăn trâu cùng với chơi rồi thì cháu ở nhà cái đồ này cháu thử cấp đi nhá. Thế bây giờ nhìa đi chưa? Chưa. Hả? Ý là đi xem em trai chăn trâu đi bây giờ chưa? Đi luôn bây giờ à?
Thế đi thì lấy cái gì, lấy mì tôm thì lấy đi thôi nhá. Sợ chắc em trai đang chăn trâu ở bên dưới thì không đói, vì hai anh em đang đi chăn trâu hộ bác cả ngày. Có khi là bác thế bác bữa trưa ấy, bác mà dành để có thể đi lấy cơm cho hai cháu, mà có khi bác không bận, bác không lấy cơm đi cho hai cháu thì hai cháu thay nhau một người phải chạy về nhà để mang cơm hoặc mang mì mén để đi ăn. Thế bây giờ đi đi chưa, đi thì lấy thêm mấy gó, lấy mấy gó. Bác lấy đi. Bác lấy đi hả? Bác lấy cái gì đi? Lấy cơm. Lấy cơm thôi. Thế bây giờ hai anh em ấy đi chăn trâu hộ bác thế này thì mùa này rất là nắng nóng ấy. Thì hai anh em ấy mặc cái áo chống nắng hoặc áo dài tay tí nhá. Không được mặc cái áo cọc tay thế này cháy hết cả da thế này. Nhá. Mà bảo bác mua cho mình cái mũ, cái nón này để đổ thêm cái nón nữa nhá. Rất là nóng nóng thế này. Thế chỉ cô nha. Nóng nóng thế này mình đi chăn trâu cả ngày không có nón để đổ lên đầu này. Hoặc là không có áo mặc dài tay thì kiểu như cháy hết cái ngoài da bên thịt bên ngoài rồi. Thôi bây giờ hôm nay chú với anh chứ cũng vào để lấy cái phần quà của cô bác nhóm Hoàn xem cho Như. Để cho bố bà cháu thôi thì chắc là chú với anh chứ cũng xin phép về thôi nhá. Cháu ở đây về ba chị em cứ ở nhà xong thì lấy cái gạo này, cái đồ này để nấu ăn. Thôi chắc là bây giờ thì em cái với anh chứ cũng xin phép về, thì em cái mình cũng xin phép là dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.